Hôm nay, Bộ Quốc phòng triển khai lực lượng bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ, mài sắc ý chí chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, cùng các lực lượng bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho đất nước, đặc biệt là cho địa bàn thủ đô Hà Nội, cả trước, trong và sau đại hội. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ Đại hội 13 của Đảng, thời gian qua, công tác chuẩn bị được các đơn vị của quân đội triển khai đồng bộ, nhất là về lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện, đồng thời tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến. Quán triệt sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh cho Đại hội 13 của Đảng, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, huy động lực lượng và trang bị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức luyện tập tích cực, thực hành cơ động bằng xe thiết giáp theo kế hoạch trong nhiều điều kiện, ban ngày, ban đêm. Về chất lượng kỹ thuật xe, thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng hàng ngày, hàng tuần, duy trì tốt hệ số kỹ thuật, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ thực hiện. Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn đã tổ chức giáo dục quán triệt cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hiểu rõ về cái ý nghĩa tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Các đơn vị của binh chủng đặc công đã không ngừng khổ luyện, làm sắc bén thêm kỹ năng, sẵn sàng thực hiện cũng như phối hợp hiệu quả với các lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ đều là những chiến đấu viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và khả năng tác chiến cao. Để tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các lực lượng của đặc công đã tăng cường huấn luyện các khoa mục trực tiếp liên quan đến bảo đảm an toàn đơn vị, địa bàn đóng quân, chống khủng bố. Là lực lượng được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ cả vòng trong và vòng ngoài cho Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, đơn vị tác chiến điện tử Bộ Tổng Tham mưu đã huy động lực lượng với tinh thần quyết tâm cao nhất cùng phương tiện, trang thiết bị khí tài hiện đại, triển khai các phương án bảo vệ các mục tiêu, trận địa đảm trách. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để là nắm chắc tình hình và chủ động xử trí các cái tình huống về tác chiến điện tử, cũng như phối hợp với các lực lượng để thực hiện các cái nhiệm vụ bảo vệ an toàn mục tiêu, đặc biệt là những cái mục tiêu trọng điểm được giao. Các đơn vị của quân chủng phòng không không quân đã triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đã tổ chức huấn luyện hết sức chặt chẽ, nghiêm túc và bảo đảm để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và cho tới thời điểm này thì đơn vị chúng tôi, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần, ý chí quyết tâm và chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Những ngày này, lực lượng dân quân tự vệ của thủ đô Hà Nội cũng tăng cường tập luyện phương án cơ động nhanh, bảo vệ mục tiêu trọng yếu. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với sự đầu tư trang phục nghiệp vụ có tính tiện dụng cao, giúp lực lượng này nâng cao tính cơ động. Chúng tôi cho tổ chức kiện toàn, củng cố cái lực lượng dân quân tự vệ ở các cấp, đặc biệt ấy, là chú trọng vào cái lực lượng dân quân tự vệ thường trực, dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ tại chỗ và dân quân tự vệ phòng không ở trên tất cả các cái địa bàn biên giới, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, để như vậy là có cái tổ chức biên chế chặt chẽ, chất lượng chính trị cao và sẵn sàng chiến đấu tốt. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, tích cực chủ động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.